Đây là Aegean, còn bên kia là người cầm Phoenician. Vâng, lại tiếp tục là hai cung nữa. Và liệu rằng trận thiếu này hai anh có lại tiếp tục đánh cung không? Nhưng mà nếu cung thì Phô đánh với AC thì khả năng sẽ khó cho Phô. Khi mà cung AC là một trong những loại cung đời 3 siêu siêu biển. Ok, bây giờ thì quay trở lại trận thiếu thôi, màn hình các bạn xem vô thường. Vâng, lại một cái bài nữa mà anh khá giàu. Còn có voi, có hiêu thì cũng có thể coi là một bài giàu được rồi. Bây giờ chỉ cần tìm ra một bãi quả phụ là bài mắc binh dành cho vô thường. Dừng thì rất nhiều. Bây giờ thì cần xem cái thế nữa thôi. Nếu mà thế mà nó đẹp nữa thì đây là một bài được không chê vào đâu. Vâng. Hơi ảo trong cái turn này của vô thường. Hơi ảo, một con dân bị hút thì anh không chạy, một con dân không bị hút thì anh để chạy. Mà trên một dân mà chắc là không ảnh hưởng gì lắm. Như vậy là một cái bài mà có thêm voi, có thêm quả và có thêm cả hiêu dành vô thường, bài quá giàu. Quá giàu, quá giàu. Bây giờ thì ra ăn bãi quả phụ và có vẻ như anh đang muốn lùa cái bài hiêu này về. À, lùa hai con voi này về. Lại có thêm voi nữa. Quá giàu. Không biết anh làm gì đây. Bây giờ thì sẽ đặt chiếc VG này. Đây là một bài đánh cung của vô thường. Một bài kín như này mà không có lý gì một tay cung mà lại không đánh cung. Vẫn 4 voi. Đó, và một cái bài mà quá giàu đến từ vô thường. Đây là chiếc áp thứ hai. 4 voi về nhà. Và có cả một bãi quả phụ đang ăn đằng xa nữa. Bây giờ thì BB, BM, một chiếc BA ở đây thì là sẽ kín cái mặt bên này. BA thì chắc là ở trên thôi. Như vậy là cái điểm yếu của nhà vô thường chính là điểm ở dãy hàng E này. Còn nếu anh đóng A ở trên phía trên cái thường không, như vậy là đây sẽ là chiếc BA. Và điểm yếu này sẽ được khắc phục một chút. Đúng rồi.
không ai đây thì khá chuẩn. Vâng, như vậy là 10 phút 04, bù thường kích đời kích lên đời 3. Và đây là chiếc chiếc bé thứ 3. Không, anh lên chặt gỗ chưa? Một bẩm lực siêu siêu khỏe đến từ bù thường. Cầm một chiếc BE nữa ở cạnh chỗ chiếc BM. Vâng, đúng rồi. Như vậy là kín 27 dân đến từ bù thường. Bù thường là người cộng dân, còn cái thủ cầm Phonetran của 1-2 không cộng dân, công tê luôn. Một phần anh rất tự tin. Bây giờ thì là vẽ ruộng. Mới vẽ quả cái đấy hết chưa? Thì quá nhiều đồ ăn. Đồ ăn đến ngập mồm luôn. Vâng, như vậy là lại một pha chết dân ảo nữa đến từ game thủ vô thường. Có vẻ như trận em lại anh chết dân khá nhiều. Toàn pha lãng xẹt, đây rồi công tê vào nhà game thủ 2. Con game thủ 2 có cái gì đây? Vâng, đây xem bảo đánh 5A thôi. Không thấy game thủ mùa 2 dân ở đâu. Có vẻ như mùa 2 là người đánh cung thì phải. Giờ này chưa thấy cái gì. Giờ này chưa thấy cái gì, khả năng game thủ mùa 2 cũng là người đánh cung. Với vậy là 4A thôi. Vâng, tưởng rằng mùa 3 đánh 5A cũng không phải đánh 4A. Vâng, bắn. Bắn chưa? Mày bắn chưa? Bắn, đúng rồi. Còn con T này sẽ nhiệm vụ duy nhất của nó là quấy rối. Vâng, quấy rối nhà đối phương chứ không phải là kim dân. Vâng, tôi nghĩ được bắn một con hai con thôi. Một con tê là một con giáp phải ăn tất đám dân này. Vâng, như vậy là hỗn mã đến từ game thủ mùa 2 và 3BA2BL. Đó chính là hình ảnh game thủ cầm Phonetran. Vâng, rất hay. Nhưng mà đây không phải là như thế nhà đến từ game thủ mùa 2 sẽ bị những tên móc máy của vô thường ngay sau đây.
vừa rồi là tôi bị một chút sự cố kỹ thuật rồi, rất mong các bạn có thể thông cảm. Bây giờ thì là một cái bài mà không ngờ rằng game thủ vô thường đã bị mất lợi thế trước game thủ mùa 2, một bài đánh 5-3. ba ba và 2 BL còn rất hay, có cả chặt của ai nhưng mà có đỡ tơ này không, chúng ta chờ xem. All of my glory.